này giúp anh giữ cái chỗ này cho quý khách nhé. Xin mời em. Dạ anh ơi, alo. Sao ông có gặp mình ông không giống vậy? Thời điểm này để chúng ta có được qua thì chỉ trước khi mạo hiểm xuống đi. Xe lên đà rồi. Lên đà rồi. Oh my god. Thì khó có thể xoay đầu một cách hoàn hảo trong tốc độ nhanh nhé. Đây chính là một thực hiện pha trình diễn mà giúp cho ông ấy lập được kỷ lục thế giới. Rất ấn tượng, nhưng với điều kiện đường đua nó rộng hơn. Và bây giờ sẽ là pha trình diễn tiếp theo. Hãy sẵn sàng với những chiếc khẩu trang của quý vị nhé. Hãy sẵn sàng. Đó, ông đi nhập đó. Đúng như là ông hứa slowly, slowly. Vỗ tay anh em ơi, vỗ tay lên nào. Nó gì đâu, gì học nói hả? Chứ không đi làm gì đâu.
ok thì Rossi nhưng mà Rossi number 2 number 3 number 4 Rossi là Rossi Stone thì Sao vậy? Đang lái.